Thưa quý vị và các bạn, thành công của lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 9 và giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 4 năm 2024 tại thị xã Mường Lay đánh dấu màn mở đầu đầy ấn tượng cho năm du lịch quốc gia Điện Biên. Vâng, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc mới lạ được tổ chức đan xen, du khách và nhân dân đã có những trải nghiệm giá trị, khám phá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây trong những ngày đầu năm mới. Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, bến thuyền cơ khí phường Na Lay hay điểm cất cánh của giải dù lượn tại bản Hô Huệ Luông, xã Lai Nưa trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân và du khách. Từ lễ hội, bên cạnh giải đua thuyền đã trở thành thương hiệu, dù lượn tiếp tục được phát triển, tạo điểm nhấn kích cầu du lịch ấn tượng của thị xã Mường Lay nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. Lễ hội năm nay cũng được ban tổ chức mang đến những màn trình diễn mới lạ, hứa hẹn tiềm năng phát triển. Nhiều du khách hào hứng khi có cơ hội lần đầu tiên được theo dõi màn trình diễn dù lượn có động cơ đốt pháo điện và pháo khói, lướt ván trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Hôm nay lên xem dù lượn với đua thuyền của ban tổ chức ở trên Mường Lay. Rất đẹp, rất thích những cái môn thể thao ở trên này, như kiểu dù lượn với lướt ván. Lần đầu tiên cũng có cái lướt ván ở trên Mường Lay này thì cũng rất thú vị. Lần đầu tiên mình lên đây mình được xem các vận động viên nhảy dù. Thật ra khi các bạn nhảy dù ấy, mình rất là thích, bởi vì là cái đây là môn thể thao mạo hiểm. Bản thân mình rất là hứng thú và rất là cũng muốn tham gia. Trong khuôn khổ lễ hội, Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên năm 2024 thu hút sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị lữ hành với nhiều ý kiến đóng góp có giá trị. Trong đó tập trung vào việc xây dựng lộ trình phát triển du lịch phù hợp với thực tiễn qua từng giai đoạn, không vì phát triển nóng mà đánh mất giá trị cốt lõi riêng có của tỉnh. Gắn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc và đa dạng của các dân tộc với phát triển du lịch phù hợp, hấp dẫn, để trong lòng mỗi du khách khi về với Điện Biên là một trải nghiệm đáng nhớ. Làm sao tạo điều kiện càng nhiều cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp họ vào. Họ thì họ tạo ra tour, họ đào tạo được cộng đồng, họ phát hiện ra những cái điểm mạnh, họ tìm ra được những cái tour mới. Và quan trọng nhất là khi đã có khách du lịch thì đấy chính là cái điều kiện để chúng ta phát triển cái ngành du lịch. Ấn tượng của lễ hội và giải dù lượn năm nay còn đến từ sự chuẩn bị chu đáo, tình cảm nồng hậu, lòng mến khách của ban tổ chức và người dân địa phương. Qua đó, các đoàn vận động viên du khách có chuyến hành trình thoải mái. Du lịch Điện Biên đang dần được định hướng phát triển chuyên nghiệp hơn qua từng chương trình sự kiện được tổ chức. Tất cả mọi người dân đến đây thì đều cảm thấy cái sự ấm lòng về cái sự đón tiếp của người dân địa phương mà chính quyền tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động của giải. Xác định được vị trí tầm quan trọng và cũng như là cái dấu ấn tiền đề, thì ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã rất quan tâm chỉ đạo các đơn vị mà trực tiếp là cơ quan tham mưu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân thị xã Mường Lay và các cơ quan đơn vị thông tấn báo chí trên địa bàn của tỉnh cũng như ngoại tỉnh để trên cơ sở đó vừa làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho các nội dung hợp phần của từng nội dung trong các chuỗi hoạt động sự kiện này. Gần 30.000 người tham gia lễ hội và giải dù lượn năm 2024 tại thị xã Mường Lay trong 3 ngày qua đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện này. Đồng thời, đây là bước khởi đầu tạo đà thuận lợi cho gần 170 chương trình sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh, với sự tham gia của 33 tỉnh, thành phố sẽ được tổ chức trong năm du lịch quốc gia. Tỉnh Điện Biên đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch, không chỉ với lợi thế của du lịch lịch sử mà còn trở thành miền đất, điểm đến của những trải nghiệm khác biệt.